vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 4 tháng 1 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.